Hôm nay thì chắc là làm tí nâng tầm cuộc chơi. Có tôi qua trò đây thì tôi bảo Khoa là hay là tối nay làm tí nâng tầm đi cho nó vui. Thì tình hình như này, cho anh khoe anh em tí nhá. Khoe anh em tí nào, tình chúng ta có quả content ở đây. Mà chắc là phải đợi em một tí, đợi em khoảng 5 phút nữa. Tôi nghĩ là cho nó đông đông, bắt đầu là chúng ta tí chúng ta sẽ có tí quay quay nhá. Đây chúng ta sẽ có làm tí vòng quay ở đây. Vòng quay. Vòng quay lối tiếp vòng quay. Đó. Tình người lối tiếp ai hay tình người ở đây. Nâng tầm cuộc chơi ngày hôm nay là chúng ta theo như thường lệ đi thì tôi với Khoa Trò sẽ đọc một vài tin nhắn các bạn gửi. Cũng có khá là nhiều các bạn gửi rồi. Và yêu cầu tin nhắn nào là mùi mẫn nhất ạ? Nó phải mùi mẫn ra xem nào. Có nhiều tin nhắn nó mùi mẫn lắm thật. Chào thầy ạ, em xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, tích cóp bao nhiêu năm mới được con hack MC700B mà yếu điên. Nay tình cờ đi lạc vào đây, em mong thầy chọn mặt gửi vàng giúp đỡ đứa con tinh thần của em lên một level mới, nâng tầm cuộc chơi, giúp em tìm lại cảm hứng chơi game mỗi ngày thầy nhé. Ok. Đó, ok. Lá thư rất hay đấy, lá thư rất hay mà lại còn nó lại còn đúng chính tả. Nó lại còn rất đúng chính tả nhá. Có lẽ là bạn này xuất thân từ một gia đình mà nó cũng khó khăn một chút nhưng bạn ấy cũng cố gắng học hành và mọi thứ rất là chuẩn chỉ, ưu tiên bạn này luôn. Khóc thật, nghe mà khóc ngay được ấy. Ôi giời ơi. Lâm Chấn Thương đã donate cho ta. Cũng đúng, nick con MC gần 700B là cũng đúng. Thì vua khiển giác như thầy mới thắng được mấy thằng trẻ nhỉ. Trời ơi em ơi, khó người khó ta, anh em nói thế cũng được. Nào, chúng ta đang có một team color MC. Team color MC. Ác này có chơi event không? Bật nào. Cho anh cái mã 500k đi qua. Ui. Đâu anh nào? Anh Zach đây có luôn anh Zach à. Có luôn anh ơi. Chưa nhớ. Nói đã donate. Có luôn 500k nâng tầm đích luôn à. Đặt nhé kìa. Ui. Ui. Ui con vợ chủ ác sướng điên luôn mà. Với tôn trọng nhau lắm. Ui cảm bi nha, cảm ơn. Ui sướng điên. Con vợ chủ ác cái sướng điên luôn đây. Gặp quả Phật sống Zach Nguyễn này thì thôi luôn. Nếu mà em biết được là chưa gì nâng tầm nhảy thì em có để link em nâng tầm thế. Còn gì nữa, thật trong trăm lụm luôn mà. Với thằng Van Nick lớp tôi chạy đi đâu. Chưa thấy đâu cô lốp ơi. Đó hôm nay gặp quả Sadio ma túy nó nét luôn mà. Sadio ma túy nghe nét chưa? 1.000 thì chúng ta làm cái 50 lần nhỉ? 50 lần. Cô thân đã đồng ý cho ta đi 10.000 đồng. Anh lời chưa nói tìm em chị á anh. Anh có việc gì à? Hi hi. Ui giời ơi mê chưa? Cảm ơn Thu Thân nhiều nha. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái mốc bao nhiêu ta? Chúng ta sẽ nhận... À lại có nhận được cái mốc này nữa. Mốc 50 nữa. Lấy gì qua? Đây nhỉ? Gửi ơi, đấy mà sao đây thôi. Đã donate cho ta bi 10.000 đồng. Thầy chữa bệnh hộ em phở bò mạnh hùng nhé thầy. Ok ok em ơi, cảm ơn em. Khoa này mở đi Khoa cho Khoa. Em mà là con gái em chữa mấy lứa với các anh rồi đấy. Chịu được sao được em ơi. Nhìn quả Thanh Nguyễn này nhìn chỉ có da luôn thật đấy chứ. Và đó là phải có tí đấy Khoa chứ 500k vào mà nick không nâng được cái gì là hơi khó. Đã donate cho đây là mới gói đầu tiên ở đây. Con mị a em cảm ơn 5 lít của bác mặt cười. Ui giời ơi. Sướng điên ướt mà con vợ nghe ướt hết ngư giường luôn đấy. Hình như là mình chưa nhận hết thì sao đúng không? Đây bên là mình chưa nhận quà ấy. À đây là quà nạp thẻ thẻ. À đây ở đây mới là mấy cái quà nạp thôi. Sắp chinh phục FVPL đã donate cho ta. Chưa có gì đúng không? No. Tôi top 100 server Hàn thầy Hải bảo top 1 thì vị trí của thầy là của tôi đó. Ok, xin cảm ơn thắng nhá. Đây mới là cái phần quà đúng không? Nha thầy. Ok, nhớ mà anh em ơi. Với, nhớ mà. Chúng ta đang có 200 tỷ. 200 tỷ à, thơm nhá. Chưa mở thầy ạ. Team Coloma City đúng không? Túi đã donate cho ta bi 10.000 đồng. Em đấm nó xong rồi em bảo thằng mặt nó thế để tê đặt cho mày cái lịch. Đặt con cá, đúng sức mạnh ngôn từ chưa thầy mặt cười. Đặt con cá là gì? Đá con. Và là Jin, GK, Alisson Baker, Alisson, Edison chứ ạ? Ôi trời ơi. Ôi Edison, Edison thì lại ngon đúng không? Về MC. Tìm em để mình đá ép cô cùng nhau thoai mà có gì đâu. Ta đây mi từ từ cũng gọi MC đúng ta. Cho xin cái mã 100k nhé. Ok, xin cảm ơn lời chưa nói nhá. Như vậy là sẽ có nick này sẽ được nâng thêm 100k nữa là tổng là 600k. Ôi, gần đây thầy có ra tay đâu nhỉ? Biết đâu là tự nhiên có Mạnh Thường Quân ra tay thì chúng tôi cần gì ra tay nữa đúng không? Mày qua có những tấm lòng vàng cứu giúp chúng tôi. Không bọn tôi làm sao có tấm lòng vàng được. 10.000 đồng. Chào Khuy, I'm back. Ok, chào dấu tên nhá. Ta xem là chưa nói đâu nhỉ? Cái khẩu hiệu là chưa nói là cái gì nhỉ? Đã xong, đúng không? Đã xong đó, chính xác, đã nghe. Xin cảm ơn là chưa nói rất nhiều. Như vậy là nick con vợ này được nâng tầm lên 6 lít cơ mà. Hôm qua thầy nói có người đợi T4 em vô địch xong nhận mình là người vô địch là ông nào vậy ạ? Thầy có biết đâu em ơi, thầy có quan tâm đâu mà. Thầy không quan tâm với cái việc đấy em ơi. Anh không, tao không quan tâm việc của chính phủ. Chỉ quan tâm việc của chính tao. Chính là sau quên đá đồng nước cho ta bi 10.000 đồng. Tôi vừa nhận được một tin mật là Maestro nếu không vào được STV thì sẽ vào TDC. Cái đấy thì có gì mà tin mật ai chả biết. Vô địch thế giới với đội hình
Maestro, Tai Gigi, Binos và Lundy. Úi dồi ôi, đã xong. Nào, xem nào. Khoa 9 là free, cứ bình tĩnh. Đó, khoa trò nó sẽ mở hôm nay nhá, đổi một tí, khoa trò nó sẽ mở những khoa quan trọng. Tôi sẽ mở những khoa bé hơn. Đức và lờ đáp lúc đấy. Sané. Thằng ngu lắm ấy, chẳng đừng cho ông vào nữa. Sané. Đừng ra, bút tơ. Bút tơ. Thử ra tiếp Sané nhỉ. Thật em, xem bây em làm chết. Là gì ngu mỗi lắm. Thầy không được đâu, mỗi đâu. Em muốn tặng chủ ơ 50k. Ồ, hay là được luôn, được luôn, được luôn, tuyệt vời quá. Đó, tuyệt vời quá chứ. Bây giờ tôi gầm nick của viewer lên, tôi đi gọi là xin các mạnh thường quân tài trợ, có gì đơn giản đấy mà. Thầy bảo là không đến lỗi như thế, là thầy không nghĩ là có cầu thủ chuyên nghiệp đến mức thế đâu thầy ạ. Tabi 50.000 đồng. À, cảm ơn Thắng nhá. Thì tôi sang nhỏ Minh ấy đá thầy với thầy Hải thì tự giải quyết. Ok Thắng ơi, được. Được Thắng ơi, top 100 xem hàng là về được rồi đấy. À, xin phép thầy một tí là anh em nào mà gửi ví dụ chưa áp cho thầy mà ví dụ thầy đông quá thì có thể là ví dụ như gửi cho tôi xin phép cho tôi chữa cho hẳn luôn. Ngày mai 17:45 anh em nhá. 990. Ui, cảm ơn anh Sắc nhá. Livestream vui vẻ. Ok, xin cảm ơn anh Sắc rất nhiều. Anh đâu cái tên anh đâu của ta? Anh ơi, tên anh đâu để đưa anh cầu ngay cờ lê sửa xe đi ạ. Đưa ngay cờ lê được. Tuyệt vời quá, thật sự ấy. Con người tuyệt vời quá, xã hội này tương tân tương tăng. Anh có thể chấm lại một cái được không ạ? Anh chấm lại cái em xem bắt. Hôm nay nhìn thầy và khoa trò đẹp trai giống diễn viên Hàn Quốc trong Ngong Dâu. Trông giống trò đâu em ơi, có khoa trò thôi mà. Đâu nhỉ, anh ấy đâu nhỉ, tôi không nhìn thấy cái tên Giác Nguyễn đâu nhỉ. Anh Giác Nguyễn có thể chấm lại một cái đi ạ. Rồi lên, chúng ta lên được mốc 75 rồi khoa. Tuyệt vời đấy ạ. Lâm Doãn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thời xưa em đỡ hộ anh Jack nhát dao ở lưng, nếu anh còn nhớ thì anh em mình hẹn nhau một buổi ăn uống gặp lại nhau như... Đây rồi, rồi, ok. Thêm của cơ lê cái. Cảm ơn nó chết là sao quên nhỉ. Hôm qua tôi nghe ông thầy nào đó nói là content nâng tầm cuộc chơi không nhận tiền từ viewer. À không có nha. Đó quên nhanh quá không? Không nha, content nâng tầm cuộc chơi nhá. Là viewer đưa nick cho tôi và tôi nâng tầm lên. Đó, tôi nâng tầm như nào kệ tôi. Đúng không? Miễn là nâng tầm nick các bạn ấy là được. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Và là Chí đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Chí nhá. Ra sức mạnh cộng đồng nó chói sáng thế hả thầy. Cộng đồng tôi như này. Cảm ơn quý BL. Chí ơi đấy, cộng đồng mình như thế này. Của ít lòng nhiều em gửi cái thơm má. Em khóc rồi, mắt sưng to như mắt cá chân. Mở cái mắt ra để xem anh mở to mắt ra chị nhá. Mở to mắt ra. Ngoài việc cậu bầu cho tiền anh còn mở thẻ cho em nữa. Anh còn mở LN8 nữa cho em hiểu. Xem đi. Ôi trời ơi. Trừ hai lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi ra rồi. Ngô thân ơi, em dễ thương quá. Chớ chớ mất. À, mà cái cửa bò bị sập à đây. Ui giời ơi, 114. Thôi cũng được nhờ, thôi cũng được. 96, 114 là ok rồi. Đây chúng ta sẽ là gói quyết định. Thôi mở nháp này trước này ạ. Ra con hàng Man City đi, bắt đầu bị bán hết đi, xong rồi mình có bao nhiêu tiền bắt đầu mình xây vào cái nick này đúng không? Ông nội cháu Bellingham đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn ông nội cháu Bellingham nhá. Thầy quên em mới nói gì hả thầy mặt à, này. Ông nội cháu Bellingham muốn ủng hộ 50k, ủng hộ thêm nick là 50k. Tuyệt quá luôn ạ, sau phát mở cam này ạ. Hay bảo hay mình chuyển cảnh luôn, mình không xem cảnh này nữa. Qua. Ôi giời ơi. Chuyển cảnh luôn. Em Lâm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đưa ực cho quý BL. Không xem. Hơn bình thường. Chữa ực bệnh thành ực hấp hối thì lại nghỉ game. 50k lên đi, chữa cho đàng hoàng, chữa cho đàng hoàng nha. Đó, xin cảm ơn ông nội cháu Bellingham nha. Đó, xin cảm ơn ông nội cháu Bellingham cũng đã ủng hộ cho chủ ác là 50k. Đấy, làm cái mã 50. Rất là hy vọng anh em nào ủng hộ thì anh em ủng hộ nha. Ui, được cái chữ 107 à? Thì cũng em mở được mà. Nhưng mà team này là team ấy mà hình như là fix giá hay sao ấy. Gói này là chỉ định 114 mà em mở tận 117 thôi ạ. Ôi trời ơi. Em vừa mở thẻ chứ. Tabi 10.000 đồng. Mấy gói cộng 8 Oppo người chơi lắm thầy ơi. Mở thẻ 24 tô tí ấy fix thầy. Fix giá rồi. Con này... bạn đợi tí nhá, bạn đợi cho tăng giá nhá. Con này chắc là phải đợi tăng giá đấy. Con này như mở hai mở được hai con fix giá luôn mà. Thầy cho em. Thầy cho mã 100 ok Nam GP ơi. Ok em, ok em. Mặt đỏ rực rỡ. Ok Chí ơi, cảm ơn Chí rất nhiều nha. Có luôn mã luôn, có luôn mã 100. Đó, nâng thế mà nó còn chê đời chó thật đấy chưa. Như nâng thế mà còn bị chê. Như thầy bảo câu trong Sài Gòn về em giờ vẫn ám ảnh. Về cái câu mà cuộc đời chó với tôi thật. Em phải dùng cái từ đó là từ ám ảnh ấy. Ám ảnh luôn à. Rồi xin phép anh em rồi, tôi sẽ để đây nhá, cho Nam GP nhá. À, bắt đầu và chúng ta sẽ bắt đầu đi nâng tầm những ảnh nhá. Thì về đầu tiên, thủ môn quá cùi. Quá cùi rồi ạ. Còn thủ môn này quá cùi và chúng ta phải bắt ai? Nguyễn Huy đã donate cho tôi. Một Edison, hai là John Hap. Như vậy Long Bầu Giác Nguyễn bảo Super Mario đá chính 200k. Có ngay anh ơi. Giả quyết bài tán đảm công. Nó hay vô cùng. Nó hay thật sự luôn đấy. Nó là hay nhất trong các đá cá mộng MC. Anh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm trước xem lại quả clip Công Tôn Book review về thầy, có đoạn nó bảo thầy đi du học Nga. Xong bạn em bảo chứ,
Hèn gì trên TikTok thấy ổng cứ đú chen nước Nga, nên bạn em chuyển tay nhau rằng thầy đú rất Nga, em nên làm sao đây ạ? Phải thằng phải chuyển tay. Nói thận, anh bùi đuối. Em nha, em cẩn thận chút đi. Nói năng, anh nói cẩn thận đi nhá. Và chúng ta sẽ có thêm, xem bao nhiêu điểm mà thầy nhỉ? 99 điểm. Dấu tên đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Ui, cảm ơn dấu tên nhá. Livestream vui vẻ. Xin cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Giang Nguyễn ạ. Anh Giang này đúng không? Lên 100 đi. Lên 100 đi. Rồi. Mày quá. À, ok, lên 100 luôn rồi. Pau Hát đã donate cho Tabi 10.000 đồng. JK Vanessa đi thầy. Vanessa, JK Vanessa. BTB thầy. BTB nhá. BTB nó nổ hũ. Ra Zono không? Mày lúc nào cũng chỉ nổ hũ. Chưa thấy mày nổ được cái hũ nào hòa thật sự luôn ấy. Thầy ạ, ghé FB phát minh ạ, hùm xám em hấp hối quá rồi. Thầy khoa đúng không? Xong gửi thầy khoa. Đấy thầy đây, khoa. Đây thầy đã chưa giúp các em. Chưa hết. Nope. Mẹ mình là khó khăn, chưa hết. Rồi. Xin phép em luôn là bắt đầu là mình sẽ làm tí CB. Mốc cho chưa về CB, mang CB về cho lâu tiên củng cố cái phòng ngự lại cái. Ruben Dias. Mà có mốc 180 ok. Quá 100... luôn cái gì này. Món quà của Ruben Dias ha, ngày xưa người ta còn bích đá giải luôn đấy, còn 2-3 test này người ta còn bích đá giải, anh em biết được gì nữa. Nổ ra nguyên cái hủ cốt. Ui. Khoa trò mở ra 120 BTB cộng 1 lít vào TK khoa trò. Còn ông thầy đờ si trai già, anh già khoa trò bên 120 khó quá, thẻ 99 rồi. Không khó, thực sự em không khó. Em mở 99, em mở 120 phát xem nào. Mở luôn, thực sự em không khó thế ạ. Mình xong một đêm trở nên con điên luôn à? Tây Ban Nha. Không thể được. Sergio Roberto. Chúc mừng em 114. 117. Em bỏ 114 thầy. 117. Thầy đánh qua trò giúp em cái. Nhìn mặt ổng cứ gian sao ý. Mặt đẻo mà, mặt đẻo cáng luôn đấy nhá. Chiều, khoa trò chơi game mà hay cứ đòi nổ hũ. Cốt à? Bình luận thì tàn bình luận một chiều. Người ta nói đúng nhá, bình luận tàn một chiều. Nhưng mà mở thẻ đi mắc đúng không thầy? Tạm, nói chung là 117 cũng được. Thông sinh liền anh em đợi xíu nhá. Hôm nay có cái nick con vợ trí này, tự nhiên nó con vợ trí này đúng hôm nay gọi là không có gì sách quát luôn mà. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đã donate cho Tabi 1 triệu đồng. Thầy ơi e vào thì giờ ngồi đâu ạ? Em ngồi bàn dưới cùng nói luôn cho hiểu. Nó ra sách Gredit nó mới dã man, nó đùa đâu ra sách Gredit cộng 4 thì ý là như nào hả Khoa? Thì cho nó lên thẳng căng luôn thầy ạ. Thẳng căng luôn gì nữa, bên ăn hết chi đâu nhỉ? Được lắm, anh không làm, em enjoy thế thầy nhỉ? Làm cái. Nope. Thật sự, nhiều lúc không muốn nhận thầy làm em luôn ấy. Nhiều lúc không ngại, không muốn nhận thầy làm em ấy. Uầy, làm được thì mình, làm được thì mình bảo người ta, còn không làm được thì thôi, cứ tay lúc nào em enjoy. Bởi vì là có con người lên kia rồi thầy ạ. Quên à? Vào nó cũng chả đẹp gì đúng không? Không giải quyết vấn đề gì thầy ạ. Có ma Z24 tỷ kia lên 5.100k. Ma Z24 tỷ ở đâu? Đấy, mới cộng 1. Cộng 1 à? Lên 5, khoai nhỉ? Lên 5 có thể khoai đấy, không đủ sợ, không đủ phôi phủ ấy. Thầm cờ bạc. Đó, thấy chưa? Nếu mà không thể lên 5 được 100k thì em có thể xin lên cộng 2 được 30k được không ạ? Đây, mình thử danh lên cộng 2. Chúng ta sẽ cần thủ môn nữa, Khoa. 10.000 đồng. Nãy cậu Trạc lên xin bảo cuối năm nay cưới vợ. Thầy xem tin này có chuẩn ca vậy thầy? Cậu Trạc người trông nhỏ nhỏ mà nỏ thì lại to. Nỏ lại to, cậu Trạc quá. Wow. Cậu Trạc nỏ lại to luôn à, cậu Trạc rất là tự khoe đúng không? 250B thầy sợ à, zone hát này ngon mà, con zone hát này ok chứ. Ôi trời ơi. Thu Thân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu Thu Thân nhỉ? Thầy bóp cho ổng một cái đi thầy, không làm mà phá, ra ngoài đường không dám nhận là em. Qua khôn thế, khôn. Wow. Khôn loà. Mẹ đập xịn một cái mà chỉ trích ác luôn mà. Mắc Manaman. Mắc Manaman là một lựa chọn khá lạ nhá, là một trận rất lạ là khác luôn nha. Đó, tuyệt vời thế. Uầy, UV đỏ là nét nhá. Nâm Doãn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mắc Manaman. Có Van der Sar fix giá và Cancelo cộng 7 hay là lên 8.100k. Không được đâu, không được đâu anh em ơi, đôi cánh này nó con này về. Nhưng mà mình có là thực sự tâm khi mà mình bỏ ra 120 tỷ để mua thủ môn nhưng mà chỉ mua bỏ 70 tỷ để mua tiền đạo à? Thủ môn là 50% sức mạnh đội bóng. Em là bình luận viên chắc em hiểu đúng không? Em hiểu, em phải nắm được là khác. Do cái họ, do anh kia. Ôi mình mua con khác đi, Casper Spacen đi. À thôi thôi, Ederson đi nhỉ, mình cứ Ederson mà vụt. Cho dễ. 10.000 đồng. Bye thầy nhé, em đi ngủ đây. Hello Thu Thân nhá. Khoa dê này ra ngoài đi thầy, nhìn mặt gian quá, hoặc ngồi nép sang một bên cho rộng nha Khoa. Hi hi. À mà em ngồi bàn đầu cạnh anh lời chưa nói nhé. Em nhớ để chỗ cho em ạ. Tầm này hi. Em muốn ngồi đâu ngồi hi hi. Tầm này nhá. Ôi tôi chết, quên có cái VIP, có cái giảm giá không nhận kìa. Thề con vợ Khoa trò gian lắm, tâm sinh tướng à.
Không thế được, nó không ra lắm đâu, con trò nó cũng ra bình thường thôi. Nhưng tôi nói thật chứ, tôi sống 25 năm trên đời chưa ai bảo tôi ra. Ngoài bảo tôi thật thà. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là đi luôn quả đội này nhờ Khoa nhờ. Có lẽ là bắt đầu được đấy thầy ạ. À, tầm này nâng tầm cho bạn ấy, nick sau một đêm mà nick sau một cái content thôi mà nick bạn nó khỏe lên nhiều quá. Thật hay, cầm quá này, quá tuyệt vời thầy ạ. Cái này là ma chủ ác người ta vào chắc là kiểu bất ngờ, bất ngờ đúng không? Ông nào nạp, không cần biết ông nào nạp lên sau một đêm lên content tôi, về nhận về có quả 750 mà nick, được chưa? Tuyệt vời thầy ạ. Được chưa? Nào, sơ đồ này xin phép luôn để sửa lại một tí. Sao Boss Life fan anh Cán đã donate cho ta đi 10.000 đồng. Spotlight lại fan anh Cán thật sống. Cảm ơn Dô Sly nhá. Spotlight lại fan anh Cán là sao ta? Đồ này ổn rồi, em vẫn thích là cái phong cách chơi này nó đồ này rất kiểu rất kiểu mê sút đấy. Giật cả mình. Hết có ù với anh ta. Em thông cảm quên mất chưa kịp tắt mic. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn cô tí tuổi mèo nhá. Ông áo trắng này chắc đá hay lắm nè thầy. Thầy cho ổng đá một game đi. Không được. Đối với tôi thật sự đối với tôi không được. Mà nâng kiểu gì 750k, nâng từ 596 tỷ lên 999 tỷ. Thầy nâng ác thật. Nó vẫn là nâng. Đúng chưa? Nó vẫn bản chất nó vẫn là nâng. Chúng tôi còn để tiền ở trong đấy anh em. Chúng tôi còn để đầy tiền cho anh em này. Ba rồi đấy, thời với ai đấy chưa? Thì nó có giáo viên nó đi thực tập rồi. Thầy ơi, cứu hộ ông em vừa sớt dạ em hấp hối rồi à? Cảm ơn anh em nhé. Nó cứ tự đổi nhỉ? À hình như là cái phần AI giao tự nhiên nó cứ tự đổi trỏ ấy. Ôi trời ơi. Chồng tiên cá bay đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu thầy được chọn một người đá trận FC online để cứu cuộc đời của mình thì thầy sẽ chọn ai? A. Lee Hagi. Ok. B. Tixi. C. Khoa Trò. D. Thành Mù. A. Mà Thành Mù tự muốn đá chứ không cần chọn. Nếu mà có trận đấu đấy thầy sẽ tự chọn mình đúng không? Sao tôi phải giao cuộc đời tôi cho ai? Sao tôi phải giao cuộc đời tôi cho nào anh? Nào về Hải Phòng, ôi em ôi. Mời thầy Elin sáng đánh đã donate cho ta chiều cưới ngựa chiều tối ngồi du thuyền tắm bể sục thầy nhé. Thì người thắng cậu chắc phải là bố của thầy chứ nhỉ Khoa? Xin chào anh em, hai đứa đấy tôi luôn có xin cảm ơn anh Erling Haha chưa? Cái gì? Ôi trời ơi! Em Hoàng Phan Real 100 năm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm TLC ra net em thấy có ông trong cái nhóm anti Tabi Tuấn Anh, thế là em gạ solo em kỷ cho ba nho thầy ạ. Hiểu con người luôn đấy, nhưng mấy quả anti này vào nán tôi hiểu luôn mà anti này mõm hết. 200k cho Khoa Trò đá trận thăng hạng 5 lít nếu win. Tin chuẩn. Thế thì không, thế thì phải đá rồi, thế thì Khoa Trò phải đá rồi. Nhưng mà không, cú tí tuổi mèo là chuẩn đấy, không phải lo. Không phải, tại thực ra ấy, em nghĩ là với anh cú tí tuổi mèo tiền quan trọng, anh muốn xem thì em bảo là thôi em xin thầy. Đã đầu nếp em cho biểu diễn cho anh một chút. Thầy nâng cấp thì em còn tin tưởng, chứ ông Khoa nãy vơn nhúng tay vào nâng cấp thì em nói thật ợt này hết cứu thầy ạ. Cầu thủ đá như bị vong theo luôn, phong độ cứng vẫn đá như handicap bình thường. Ba trận cứng thì chỉ có vứt đi. Ba ngày nữa vào kho núc thấy bán như cho tại có Khoa Trò bill. Cái gì? Sao nó xuyên bóng đá thì tệ nhỉ? Tabi 10.000 đồng. Bóng đá là cuộc sống mà lại bảo không kiến thức. Sao trên hàng tiền đạo của thầy lại có con rác thải nước Ý Balotelli thế kia? Rác thải nước Ý của người ta. Balotelli một thẻ đỏ 50k. Nhận. Nhanh nó luôn. Balotelli cái tính chất của nó vậy rồi. Thầy thật hả? Thật chứ, nhận luôn à? Thầy phản bội ông bò giáp Nguyễn thật à? Thái đã donate cho ta. Cho ta chính rồi nhỉ? Chào Khoa, chào Bi. Đêm nay nằm im với đội bóng logo trên ngực Khoa nhỉ? Cáo có em mái nhá. Nằm im luôn đấy nhá, nằm im thít luôn. Như thế, mình có thể làm như vậy thật sao? Phay luôn này đó, mình phay luôn này, ngại cái gì đâu mà. Rồi. Erling Haha đã donate cho ta Bi 50.000 đồng. Khoa Trò thơm má anh dai bên cạnh có ngay 500k. Xin chào Erling Haha, tôi không nhận được những kiểu đấy anh em ạ. Không mà em tôi nó không mà nhận những cái kèo mất vệ sinh đấy anh em ạ, thông cảm anh em, thông cảm nó rất quý nha anh em donate, rất trân trọng anh em donate, nhưng không mà nhận những kèo mất vệ sinh. Cưới Châu đã chưa quay, chuẩn bị quay thành quách nha. 10.000 đồng, mấy cái kèo hôn hít thì qua kênh ông hộp ăn liền, người có cái đầu hình quả trứng khủng long. Xin với em luôn, hình ảnh của tôi nó đáng giá anh em, thông cảm đó, hình ảnh tôi rất đáng giá anh em nha. Trận này win được 2 lít à? Win được 5 lít thẻ, đá 2 lít. Em chỉ kỹ rồi nhá, em chỉ kỹ rồi đấy. Thế đây em nghĩ đây là trận đấu, một trận đấu rất rất quan trọng ấy thẻ. Cuộc đời em rồi ôi. Thịnh đã donate. Cảm ơn Thịnh nhá. 10.000 đồng. Rồi nhanh lên đá, cái danh này là cái mương danh nó qua rất nhiều lần rồi mà em phải chỉnh kỹ lại. Trận đấu này em nghĩ là một trận đấu quan trọng ấy thầy ạ. Quan trọng nhất cuộc đời em nhỉ. À đây rồi. Làm content là làm ba trận thua liên tiếp mà phim mới. Ba trận thua liên tiếp mà phim mới nhá. Cái gì vậy?
Sao Barca hay nhở? Ui Lema kìa. Hay thật đấy nhá thầy nhá, mày đừng. Ui, đừng loạn trò, đừng loạn trò. Sao lại đừng loạn trò? Trò là của em đừng nữa. Cho máy đâu mà. 10.000 đồng. Đề nghị thầy Tabi bỏ cái tay ra khỏi bàn phím nha. Sao lại thế nhỉ? Bình tĩnh. Cứ phải bình tĩnh, chạy con dài. Hay mình xin được kia được mà mình nhắn tin mình xin. Sao mình xin được? Em không danh dự. Hay quá nhở? Danh dự. Trời ơi, dứt điểm. Tabi 10.000 đồng. Kéo cái gì? Em kéo cái gì vậy? Em có thể vừa đá vừa bình luận chính mình được không? Và đó là cái gì đấy quá? Em bị ép đê. Sao thế nhở? Em Dũng chỉ đến vào 12 giờ đêm đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Tả rất đẹp đấy. Hôm nay sinh nhật bạn Dương Hoàng Hiệp, thầy và khoa có thể thở ra hoa. Xuất khẩu thành thơ gửi đôi lời chúc tới bạn em được không ạ? Em quay màn hình rồi. Cảm ơn, tôi vừa chúc một sinh nhật bạn Dương Hoàng Hiệp nhá. Sinh nhật cậu Hiệp bạn tôi, bồi hồi tôi có vài lời như sau. Chúc bạn cuộc sống muôn màu, luôn luôn vui vẻ và giàu yêu thương. Ý chí thì luôn kiên cường, thành công mạnh khỏe trên bàn đi nhá. Nhá. Đỏ thế nhở? Như mấy bọn Mân Đàn, Man Xanh mãi đỉnh. Xin cảm ơn Hoàng nhá. Em hãy cho bạn một bàn nữa. Ôi giời ơi, hay nhỉ. Chí đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái trên cùng, có để tạm chỉnh cái phím FD lại đi. Em đá khác người ấy nên nút FD lạ lắm. Ở hai nút lên đây bị nhầm. Không cần em đấy, mình có nhiều cách mà. Không có cho đá mà cảm giác cứ thử su bin ạ. Không có cho đá được chứ. Vào cấm một trong những cái gì rất quan trọng là nhịp bình tĩnh mình khưng lại thì có thể bước nhảy. Thì đá bỏ phím nào đấy. Như nào? Tờ người ta lao lên. Không lao đâu. Không lao thì mình cũng chuyền. Vào mình vào đây, em thả đây phát. Rồi. Thằng chết đã xong rồi. Không thấy em lại quay lại, em lại chuyền vào tiếp. Đi xuống dưới. Em ghi bàn. Đấy thế à? Có những em một trong những cái tư duy tấn công ấy là khi mình bắt đầu tình huống tấn công, mình đã phải định hình là tôi làm cái việc gì rồi. Đúng, chẳng hạn như tối nay thầy livestream ấy, thầy chuẩn bị content ấy, thì khi em tấn công em cũng vậy. Em đã chuẩn bị cho nếu tình huống có phát sinh, tình huống bóng chẳng may căng ngang lỗi, mình phải xử lý như nào? Đấy thế ạ. Lập quả học viên qua trò nhờ. Được đấy thầy ơi. Đè ra quá, đè đi. Ôi trời ơi. Vua Cản Long đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một bình luận viên C2 đang hướng dẫn cho một game thủ top 3 FPPL mùa xuân 2024. Bình luận viên Tier 2, anh em một bình luận viên Tier 2, anh em đau nhờ. Thầy ơi, em gửi Erk Milan 5k tỷ CX lâu rồi mà thầy chả nhòm ngó gì thầy hết bận chưa mặt miếu. Thầy đỡ bận rồi Hoàng ơi. Ha he, ba lô ghi bàn cú đúp 300k đến từ nhà tài trợ Sách Nguyễn. Bàn đầu tiên. Nope. Ôi giời, tập trung vào. Trừ hai lời, em với thằng bạn em đều là fan cứng của thầy. Thầy với Quý BLV có thể chào em với nó được không ạ? Ok, chào thằng em nhé. Em tên Hoàng Nguyên Lương, nope. Lạ mắt cười. Ok, xin chào anh em Quyên Long An và cảm ơn bạn Hoàng Nguyên Lương nhá. Khoa trò đá nhìn bực hơn tí gì, khoa trò thắng mà. Tôi thắng mà. Bóng đá thắng, người Việt Nam chúng ta thích bóng đá thắng đúng không Khoa? Đúng. Nhà thơ Thành Nam đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chơi đấy nhỉ? Áo MU ngồi cạnh áo màu. Nope. Áo MU quan sát áo màu đá banh. Áo màu hơn tuổi làm anh. Áo MU em nhỏ mà lưu manh hơn nhiều. Áo MU chém gió, tung chiêu. Để màu đi cướp mỗi chiều mỗi khuya. Đây. Lai rừng, mồi đến với bia. Cụm ly anh chú mình chia tình nồng. Ôi trời ơi. Sunny ấy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xuống trong ngoài được á. Khoa trò dạy tao về bóng đá. Anh em tao bảo ngoài. Tao là Way. À hôm đấy như gặp thầy Ba lúc ấy, thầy đang thi đấu và... Không có nhiều mấy. Cũng không. Và Nope. Ờ nhá, từ từ nhá. Còn đấy. Cứ chú tâm vào cái kèo ba lô ở đằng mất hết đi thầy. Mất hết sạch đi. Có thể đáng như thế được vậy. Thì mất hết không còn cái gì. Chứ cái gì? Nó tông móng vào đầu em kìa. Ôi trời ơi. Trước là sao Quyên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khoa trò chắc phải ngang tầm quát. Cứ ăn được một quả là phân tích chiến thuật, cầu thủ các thứ như thật. Hình như không. Ra thằng đứa nhau nữa. Em đang sợ lấy trò đi qua luôn ấy. Có qua mà. Trời ui. Đừng. Em Nguyên đã đồng nước cho Tabi 10.000 đồng. Cái gì mà hết người vậy? Bình tĩnh. Ông BLV Tier 4 một câu kiểm tra kiến thức bóng đá này. Okay ạ. Trong sự nghiệp đá bóng của mình, Nguyễn Tuấn Anh đã bơm tổng cộng bao nhiêu trái bóng, bổ bao nhiêu quả cam, làm bia tập sút bao nhiêu lần? Nếu không trả lời được chứng tỏ không có kiến thức bóng đá. Ôi, ăn đấy, của đấy ăn đấy. Tôi không biết thầy. Chưa? Thanh Nguyên đã đồng nước cho Tabi 10.000 đồng. Kiếp trước có lẽ ta thua 3-0 mà chẳng thể nào trả thù. Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều chịu nhục. Có thể hôm nay thua, có thể mai vẫn thua. Có thể ta luôn cười đến hết sang năm thua không buồn. Sao đâu anh em ơi. Sao đâu. Những cái thằng thắng ấy đều là những thằng từ những thằng thua mà lên anh em đúng không? Từ những thằng thua mà lên phải biết thua để mới biết thắng được. À có lẽ. À đây rồi, lời 10 từ 30x10 đây rồi. Xong luôn.
Rồi, xong trận đấu này thì chúng ta sẽ ra quay game nhá. Xong trận này sẽ ra quay cái trận đấu giữa team trẻ và team già. Xuống đáy cho anh. Rồi, qua. Trời ơi. Em định tăng tốc cắt inside. Quay luôn, quay luôn, mất bóng phát quay luôn. Đá rất hiện đại luôn này. Cực kỳ hiện đại. Rồi, yếu thế. Sao mình đâm người ta, mình ngã người ta. Mà not. Quả này mà không đâm chết tôi là quả này là Van An Ho là sẽ khó này. Qua luôn đi chứ. Thôi. Nope. Tại sao Khoa trò không đá tay cầm? Không thể. Chết không quẩy cơ. Trước là sau quyền đá chết đồ thôi, cho ta bị 10.000 đồng. Nhưng vẫn được. Quý LGBT muốn va với eLove FIFA không nhỉ? À, dạ ok ạ. Anh em thông cảm. Cái gì đen thế? Nope. Lấy đấy, lấy. Yếu này thì mình kèm những cái đường truyền đó, người ta nhả lại, bây giờ người ta xét lên này. Đó, không xét lên là xuống cánh. Đợi Eusebio vào người ta truyền. Đó, truyền tuyến 2 kìa. Đó, đề đề không cần. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 cũng không cần mà em. Vui vẻ. Ok, cảm ơn dấu tên nhá. Đã thì đọc nó rồi đấy, chỉ thủ theo thôi. Đấy rồi. Bàn thứ 4, chúng ta đã có bàn thứ 4 dành cho đội bạn. Rồi. Đau sen, mày... rất thông minh cái lựa chọn của Eso, chuyền sang một nhịp, búa luôn. Tầm này ghi bàn với em khó cực kỳ luôn khi mà em đã. Em đang... mày không ghi bàn như thế ạ? Không hiểu anh làm trò gì nữa. Đây rồi thầy ơi. Những cái đường chuyền nó lộ, thật sự nó lộ liễu ấy. Rồi. Em biết làm gì ghi bàn thì con này mà. Làm gì? Sụp luôn. Em rút luôn. À, cảm xúc của em sau bàn thắng vừa rồi. Một trận đấu thực sự là thất vọng. Và cũng có lẽ là một bàn thắng đẹp. Là một trong những thứ gia vị cuối cùng mà tôi có thể tặng đến người hâm mộ. Nhưng tôi biết là một chút những khó khăn nó chỉ là sự khởi đầu thôi. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Xem lại lốt cái bàn này cái. Cả một trận cũng đúng một cái highlight. Ôi trời ơi. Đúng một highlight á. Trường sao sẽ tiếp tục qua trò nhỉ. Ui, cảm ơn anh Nêm ạ. Sút hai quả đúng có một cái highlight. Tôi đi cảm ơn Chí vì content này nhá. Xin anh em nào mà có nhu cầu mà thích làm content này thì anh em cứ gửi về fanpage Tabi Toàn Anh Gaming chúng tôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.